Hello mọi người, đây là vlog số 35. Chủ đề vlog hôm nay rất là đặc biệt. Như cái tiêu đề mọi người đã thấy, mình đã trúng video call với cả BI. Sau bao nhiêu lâu phận làm fan girl cùng tôi cũng đã được đền đáp. Ngày trước thì tôi bị mọi người cười chê bởi vì tôi làm fan girl bao nhiêu năm mà cuối cùng anh Long lại là người được chụp ảnh, của tôi thì không. Nhưng mà bây giờ tôi đã gỡ gạc lại được rồi. Hiện tại mình đang quay vlog này là vào ngày 27 tháng 11. Nó khá là pop up tại vì thực chất là cái vlog số 35 này này, mình định quay một cái chủ đề khác cơ chứ không quay cái này đâu. Thế nhưng mà mình vừa nhận được tin là mình trúng cái video call này đúng hai ngày trước luôn. Thế là mình nghĩ là mình sẽ quay cái trải nghiệm này tại vì nó đúng là kiểu có 102. Không biết là mình có thể trúng thêm một lần nào nữa, kiểu may mắn thêm một lần nào nữa không. Mình sẽ kể qua cho mọi người một chút. Đợt gần đây là idol của mình bắt đầu có album đầu tay. Thế là mình bắt đầu muốn mua album và sau đó anh Long đặt mua cho mình. Đã đặt hai vơ rồi. Cái album này nó có hai vơ. Bình thường khi muốn mua album của idol của các anh ấy thì thường luôn luôn phải order từ nước ngoài về, đúng không mọi người? Và sau khi anh Long đặt cho mình, chuyển tiền xong xuôi hết rồi ấy, thì tự nhiên 3 ngày sau thì tự nhiên có một cái trang web kiểu mới bắt đầu bán album ở Việt Nam. Có vẻ là trang web đầu tiên chính thức mà chuyên phân phối album idol các thứ ở Việt Nam. Và cái trang web đấy mở ra cái event mua album của BI thì sẽ trúng video call. Thì đến lúc đấy thì mình cảm thấy kiểu ôi, đây vãi trưởng, kiểu hôm trước vừa mới đặt mua hai cái xong bây giờ tự nhiên lại có cái event này. Xong mình nghĩ thế nào, mình nghĩ là nhưng mà cái event này chỉ dành cho fan Việt thì có vẻ như là mình sẽ có cơ hội. Thì mình đã mua đến 6 cái album. Lúc đầu mình nghĩ hai thì quá ít, 4 thì có vẻ cũng tạm tạm, thế hay là mua 6 đi, nghe cũng có vẻ nhiều, nghe cũng có vẻ an toàn đấy. Mình cũng dự định là nếu mà lỡ trúng hoặc không trúng thì mình cũng sẽ bán rẻ những cái album đấy ấy, tại vì mình chỉ có nhu cầu giữ lại kiểu đủ thôi ấy. Bạn nào có ý định mua album BI thì các bạn hãy liên hệ mình, comment inbox hay gì đấy để mình sẽ bán rẻ cho các bạn. Hai hôm trước là công bố danh sách những người trúng cái video call đấy thì mình thấy có tên mình đứng số 6. Đấy, thấy chưa? Thấy tên chưa? Nguyễn, sao, Dương, it's me. Bên trang web thì cũng đã liên hệ với mình. Mình cũng đã phải làm nhiều bước để xác định danh tính, để người ta biết được là mình đúng là cái người mà đã mua album. Nói chung là không được chuyển nhượng cái video call này cho ai cả. Và đúng lịch thì 8 giờ bên Hàn, tức là 6 giờ giờ Việt Nam là cái buổi video call này sẽ diễn ra. Và sẽ diễn ra theo đúng thứ tự, tức là mình sẽ là người thứ 6. Mình có hỏi họ là một người thì sẽ được call bao lâu, thế nhưng mà họ không trả lời. Mình thì nghĩ chắc là khoảng 1 phút. Từ cái lúc mà mình biết được tin là mình trúng và mình sẽ được gọi điện là mình nghĩ rất nhiều. Anh Long ngồi giục mình cơ, nghĩ đi, nghĩ xem nói gì đi. Đến bây giờ thì mình đã nốt ra được một vài cái mà mình muốn hỏi hoặc là mình muốn nói với cả BI rồi, nhưng mà mình vẫn chưa chốt ấy, tí nữa mình sẽ ngồi revise lại nó. Về luật của video call thì họ có đưa ra cho những cái người trúng như mình một số cái luật, đấy là chỉ được một người ở trong video thôi này, chỉ cái người trúng thưởng mới được ở trong đấy, không được có thêm ai khác cả, tôn trọng nghệ sĩ, rồi không hỏi những câu quá vô lý, phải đúng giờ, xong rồi bla bla. Nói chung là một vài cái quy định khá là cơ bản. Bây giờ đã là 3:55, cứ cho là 4 giờ đi, còn đúng 2 tiếng nữa là bắt đầu cái video call rồi. Mình sẽ chuẩn bị một số thứ. Việc đầu tiên mình làm, mình đã phải download cái apply ở trên máy tính. Đây nè, bên team BI mà nhắn tin cho mình ấy này, để nhắc mình là chuẩn bị video call. Và sau khi download được upline rồi thì mình lại phải tìm cái phần mềm mà nó có thể record được ở trên lab. Mình vừa phải tìm cái app, thì là bây giờ mình phải test. Trong khi mình đang test cái phần mềm ý thì mình cũng đã phải sạc máy quay đấy, tại vì tí nữa mình dự định là mình muốn đặt nhiều máy quay nhiều góc ấy. A few minutes later, mình vừa thử cài đặt được rồi, bây giờ phải nhờ anh Long gọi thử để xem mà nó có work hay không. Tóc mình đang bết vãi trưởng, không biết tí có kêu gọi đầu không. Anh ơi, anh gọi em đi. Nói gì đi. Ok, để tắt nha. Đây, vừa nãy mình đã ấn recording rồi, bây giờ thử stop xem còn có ghi lại được gì không. Mong là được, có vẻ ok. Được rồi mọi người ơi. Ok, thế là phần setting máy móc các thứ đã xong. Làm được rồi anh ạ. Tí anh không được vào đâu nhá. Ok. Không gian riêng. Anh em đang chơi game, anh chơi pet.
hưởng ứng mùa World Cup Pháp đối với anh? Mbappe, Kanté. Anh đang hòa đấu một đều. Anh là anh à? Anh là Pháp. Anh là anh, sao anh lại là Pháp được? Volleyball could share with my success. Quy định của ban tổ chức là không được cho người khác vào, chỉ có một người duy nhất. Mực là chó nên chắc là sẽ được vào. Mực có muốn gặp Bi ai không? Hà Mực. Lần này em hỏi ban tổ chức là một người gọi được bao nhiêu thời gian thì họ không trả lời. Họ bảo cái đấy bọn tôi không nói được. Có nghĩa là bao giờ họ bảo hết là hết à? Em nghĩ là họ không tiết lộ trước khi gọi. Em nghĩ là có khi vào gọi họ bắt đầu nói. Mực vừa về nhà sau 5 ngày đi bươn trải ngoài khách sạn chó, tia được một em bút đồ trắng mông nảy ngửi suốt ngày. Em bút đồ trắng mông nảy còn đeo yểm hồng chứ. Em nhận ra, em vừa nghĩ là bây giờ fan nào lúc gọi điện với BI chắc chắn cũng sẽ hú hét ở Mỹ lên. Nhưng nếu bây giờ em là một người khác biệt, em gọi thì tay anh ở dưới lên xong anh tút tinh đi để em gây ấn tượng. Thì anh phải ra test với em xem là có work không. Anh cứ chơi nốt đi. Bây giờ đã là 4:50 rồi mọi người ạ. Tức là còn có hơn 1 tiếng nữa là bắt đầu video call rồi. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ không kịp gội đầu, sấy tóc rồi uốn lại tóc các thứ nữa. Chắc là tí mình sẽ xịt ít dầu gội khô vào đây để gỡ gạc vậy. Chui dưới này à? Hay à, mình có thể ngồi chỗ khác không, nhất thiết phải ở đây. Chỗ khác có thể dễ hơn. Em quay sang đây em ngồi. Từ ghế sang đấy quay ngược lắp lại. Không thể, anh phải đúng mặt em. Em ngồi xa thì tay em không thể to được. Đấy thì em cầm vào. Em cầm vào đây. Đâu, anh thử đi. Trông chả hợp lý. Đấy. Đúng rồi, đấy. Em phải biểu cảm mặt nghe thật đấy. Em cười không được à? Những lúc làm anh không cười à? Cười được. Đấy. Anh không được cười. Thì lúc đấy không cười nhưng mà trông giống hết đấy. Sao lắc đầu? Lắc gì? Lắc gì? Trông như cục bông ấy, ghét đấy. Nhỡ lúc mình đang làm mình buồn cười quá hay sao? Anh cười thì sao? Nhỡ có giọng anh cười thì sao? Anh không cười, anh rất bình tĩnh luôn. Em là người khuyến khích mà. Cái gì đấy? Mày ai ón dịu mà. Lúc nào mà sắp hết rồi thì mình mới làm anh ạ, cho đỡ awkward. Cũng được. Tức là nói chuyện xong hết rồi, lúc đấy anh mới bò vào á. Bò vào sẽ hơi khó, hơi lịch kỉnh. Anh ngồi sẵn này á? Anh phải ngồi sẵn thôi. Nhưng mà để anh em nói chuyện em ngại lắm. Thế thôi, không làm đấy. A few moments later. Bây giờ đã là 5:48, tức là chỉ 12 phút nữa thôi. Từ nãy đến giờ là mình kiểu cứ ngồi revise lại xem là mình đã nói cái gì. Bây giờ mình sẽ tiếp tục suy nghĩ và cùng lúc đấy thì mình sẽ đặt lại các góc máy quay. Tí nữa gọi còn quay. But I don't find out that I don't need nobody. I came to find out that I don't need no one. Yeah, I don't find out that I don't need nobody. I came to find out I'm doing fine right now. Họ nhắn tin cho em rồi. Tạm biệt anh. Oh my god. Gọi rồi. Okay, hold on, please. Thank you. Okay. Hello. Hi. I'm your fan, like 5 years.
5 years. Yes. Sounds good. I came to your family in Singapore. Yeah, I remember that. 12 seconds later. Can I take a photo with you? Yeah, of course. Thank you. We're gonna have. Thank you. See you later. Ôi, nhanh lắm đi. Một phút nhưng mà nó rất nhanh. Con nói được hết ý không? Không. Nói đến đâu? Chả biết nữa. Nói những gì? Không biết. Mất chỉ à? Buồn quá. Nghĩ là em phải tập bấm lâu. Em tưởng em quay vlog quen thế là em biết một chút nó là tầm nào rồi. Nhưng mà em nghĩ là nó bị lag nữa ấy. Kiểu lúc em nói xong thì em phải chờ BI trả lời. Thì em nghĩ như thế đã mất mấy bao nhiêu giây rồi. Xong có staff ở bên cạnh đếm giờ ấy. Xong lại càng vội hơn ấy. Bài học rất đắt giá về giá trị của một phút. Em xem nào. Không cho anh nghe đâu. Ui. Nhưng mà nói chuyện qua cái này chả thật gì cả. Trông BI, trông cứ bên đấy trông sáng quá, trông như một video sẵn ấy. Bên đấy ánh sáng căng vãi. Thì bây giờ người ta không xuất hiện với cái quality cao thì pha lại bảo thế này thế kia. Quality cao quá thì chịu ơi, biết làm nào. Giống hết cái carbo góc ở trong lightstick. Thì đấy là mục đích của idol K-pop mà kiểu họ được sinh ra để cái frame nào của họ cũng là cái ảnh mà. Thì biết gì về K-pop? Anh biết rất nhiều. Anh biết gì? Anh biết là BI từng thuộc nhóm Icon. Icon thuộc công ty gì? YG. YG có nhóm nào? YG có Big Bang này, Blackpink này, 2NE1 này. Có Icon, có Winner. Luôn. Fan của Blackpink gọi là gì? Cái gì nhỉ? Blinker. Ôi giời. Kinh ấy. Mạnh miệng ấy. Nói to rõ ràng đấy. Liệu có được 1 phút không? Rất đi đâu nhá, làm gì được 1 phút. Từ 1 phút 55. 1 phút 55 thì 1 phút thì phải đến 2 phút 55 nhé. Đây là 3 phút hay mấy rồi gì? Thì là mới được 30 giây. 1 phút 55 đến 3 phút 27. À là hơn rồi à? Đáng ra đúng 1 phút thì là phải đến 2 phút 55 ấy. Em được hơn 1 phút mà. Sao nhanh thế, chả kịp rồi. May không cho anh vào tu tình, không tu tình xong hết mẹ giờ. Ở đấy may nhá. Cho anh vào tu tình, tu muốn sau thì hết giờ nhanh quá, chết anh. Anh phải nổi hơn nhi để em được gặp. Sao năm đéo làm nhạc rap Việt nữa, làm rap nước ngoài nhá. Xong bằng tỷ tiếng Hàn mà nhá. Yêu em như là Nobita, I love you Sumita. Không sao, còn nhiều dịp mà. Cái sự nghiệp của anh nó cũng còn dài nữa, em cứ từ từ. Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng. Thế không phải anh phải nổi hơn. Anh nhớ cố gắng cho em gặp BI nhá. Ok, anh sẽ cố gắng. Nghe nó rộng hơn đúng không? Nghe nó có nhiều kiểu hơn. Deal. Mình không muốn bất cứ ai nghe được cái đoạn nói chuyện của mình. Như mọi người thấy, mình cũng không muốn cho anh Long nghe luôn. Nếu ai đã là fan thì mọi người maybe sẽ hiểu. Kiểu khi chúng ta là fan, chúng ta có những nguồn năng lượng, có những cảm xúc, có những thứ rất là dở hơi, rất là điên, rất là awkward, rất là kỳ quặc ngại ngùng kiểu như vậy. Thì mình không muốn bất cứ ai xâm phạm vào cái không gian đấy. Mình sẽ chỉ để một vài đoạn mà nó không quan trọng quá thôi. Nó giống như bình thường thì mình sẽ để lại. Còn lại thì mình sẽ giữ cho mình. Nói chung đây là một cái vlog khá là buồn mọi người ạ. Đây là vlog rất nhiều cảm xúc. Đã rất hào hứng, rất vui, nhưng mà sau đó khá là buồn và hụt hẫng. Vâng, như cuộc đời của chúng ta vậy. Em cũng phải mực đâu. Rồi bây giờ tôi sẽ kết thúc vlog này ở đây. Ai muốn mua lại album của BI thì comment để tôi để lại giá rẻ. Một cái kết buồn. Bye bye. Bye bye mọi người. Đừng ai như tôi các bạn ơi, đừng hâm mộ ai cả. Đừng làm fan của ai cả. Trân trọng tất cả nhưng không thần tượng ai.